Nhân dịp xuân Ất Mùi, chúng tôi đại diện công ty Trà Hoa Việt kính chúc quý khách một năm mới an khang thịnh vượng. Cảm ơn quý khách đã ủng hộ Trà Hoa Việt trong suốt một năm qua. Chúng tôi cần đại lý trên khắp các tiểu bang, có gửi trà đi xa hoàn toàn miễn phí. Mọi chi tiết xin liên lạc Trà Hoa Việt ở 714-534-4364 hoặc trahoaviet.com. Hãy gọi ngay cho chúng tôi ở số điện thoại 714-534-4364 hoặc trahoaviet.com. Chúng tôi cần đại lý trên khắp các tiểu bang, có gửi trà đi xa hoàn toàn miễn phí. Trà Hoa Việt trân trọng kính mời.